Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái video liên quan tới cái việc xét duyệt kiếm tiền của YouTube. Thì ngay cái thời điểm hiện nay đó, lúc mình quay cái video thì là ngày 26 tháng 3 ha. Thì YouTube họ đã có những cái thông báo liên quan tới cái việc xét duyệt kiếm tiền YouTube. Thì cụ thể là lúc 16 giờ 53 theo cái múi giờ là UTC nè, ngày 20 tháng 3 năm 2020 đó. Thì YouTube có thông báo về cái việc là xét duyệt kiếm tiền trên YouTube. Thì họ nói là cái việc xét duyệt kiếm tiền trong thời điểm hiện nay á, khi mà các bạn nộp cái đơn để xét duyệt á, thì có khả năng sẽ bị đình trệ ha. Thì trước cái ngày 20 tháng 3 này á, thì YouTube nó cũng có một cái thông báo liên quan tới cái việc là bảo vệ sức khỏe người lao động ha. Thì cụ thể là 17 giờ ngày 16 tháng 3 thì ngay cái đại dịch Covid này á, thì YouTube cũng cho nhân viên nghỉ bớt ha, để tránh cái việc là lây nhiễm cộng đồng. Dĩ nhiên là nếu như số người mà hoạt động mà nó ít đi á, thì cái việc kiểm tra cái kênh của bạn á, nó có thỏa mãn điều kiện kiếm tiền hay không, để giúp cho YouTube có thể xét duyệt cái kênh của bạn á, nó sẽ diễn ra chậm. Như vậy thì trong thời điểm hiện nay á, nếu mà chúng ta nộp đơn để yêu cầu xét duyệt kiếm tiền thì nó sẽ diễn ra khá lâu. Thì các bạn thấy trong cái thời gian vừa rồi á, thì YouTube nó đã làm cái việc đó rất là tốt. Thì thường khoảng vài ngày thôi, cho đến vài tuần thì YouTube sẽ xét duyệt chúng ta và thông báo là cái kênh của mình á, nó có được kiếm tiền hay không. Tuy nhiên ngay thời điểm hiện nay đó, thì từ cái thông báo này thì các bạn có thể hình dung ha, là cái thời gian xét duyệt nó sẽ diễn ra rất là lâu. Thì nếu như trong thời gian sắp tới đó, mà cái dịch mà Covid-19 này á, mà được khống chế tốt, thì cái số người đi làm trở lại á, nó sẽ tăng lên, thì lúc đó kênh chúng ta sẽ được xét duyệt nhanh hơn. Còn nếu mà tiếp tục kéo dài thì cái việc xét duyệt này á, có thể nó sẽ kéo dài. Thế thì nếu như trong thời gian này mà các bạn nộp đơn thì các bạn phải hiểu là nó sẽ xét duyệt chậm nha. Một cái thông tin cũng đặc biệt quan trọng nữa là gì? Trong cái thông báo ngày 16 tháng 3 năm 2020 đó, thì họ thông báo là cái lực lượng lao động á, nó giảm, cho nên YouTube bắt buộc á, sẽ tăng cường sử dụng công nghệ. Thì ở đây các bạn hình dung là nó sẽ sử dụng các thuật toán ha, tức là sử dụng trí tuệ nhân tạo á, để đánh giá những cái video của bạn á, nó có đúng chính sách hay không. Thì các bạn hình dung ha, trước đây một cái video á, mà bị YouTube coi là vi phạm chính sách á, thì nó sẽ qua hai bước. Bước số 1 á, là sẽ thông qua công nghệ, tức là sử dụng trí tuệ nhân tạo để đánh giá. Sau đó đó thì có khả năng là sẽ được nhân viên của YouTube họ kiểm tra. Thì thông qua hai bước như vậy đó, thì cái việc mà đánh giá cái video của bạn có vi phạm hay không á, nó sẽ chính xác hơn. Tuy nhiên hiện nay thì do lao động người ta giảm, cho nên nó sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo là chủ yếu. Và ở đây thì YouTube cũng nói rất là rõ ha, nó sẽ dẫn tới cái việc là vô tình xóa cái video của bạn nè. Có khả năng là video đó chúng ta không vi phạm, tuy nhiên thực toán thì có khả năng sẽ đánh giá nhầm ha. Thế thì các bạn cũng nên nắm thông tin này ha, để một lúc nào đó mà bị thì cũng không có ngỡ ngàng ha. Thì cái link thông báo về tình hình cập nhật của YouTube liên quan tới cái virus corona đó, mình sẽ để trong mô tả cái video ha, để các bạn có thể click vào các bạn xem trực tiếp, để các bạn có thể theo dõi những cái thông tin mới hơn. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới, và để lại những cái bình luận bên dưới video ha. Xin chào các bạn.